Cánh đồng xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, 4 giờ sáng, ánh sáng từ những chiếc đèn pin leo lét như thế này là nguồn sáng duy nhất giúp bà con cấy lúa. Với nguồn ánh sáng thế này, người nhiều kinh nghiệm như ông Tuân cũng chỉ đạt năng suất bằng một nửa ban ngày. Lúa cũng vì thế mà không thể thẳng hàng. Nhưng dù có khó nữa thì gia đình ông cũng phải chấp nhận. Bây giờ bà 8 bà 9 độ, nếu mà đi cấy không đi sớm thì đến tầm 9 giờ 10 giờ thì không thể cấy nổi. Nhược điểm là vậy nhưng ưu điểm cũng rất nhiều. Nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm tại cánh đồng chỉ dưới 30 độ C, chênh lệch hơn 10 độ so với ban ngày, nên cấy đêm ngoài đảm bảo sức khỏe cho người dân còn giúp cho mạ phát triển tốt hơn. Tranh thủ thì làm là sáng sớm lúc 3-4 giờ, từ lúc 3-4 giờ là lúc nắng lên là về thì nó mát mẻ hơn. Mà cấy lúc ấy là lúa nó mát, người mát. Tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, dù bà con tận dụng cấy đêm nhưng với nhiệt độ quá cao vào ban ngày thì chất lượng vụ mùa sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Vì hầu hết người dân đều cắt cao gốc rạ để thu hoạch lúa nên phần lớn rơm rạ tồn tại trong ruộng từ vụ xuân sẽ khó phân hủy, dễ phát sinh sâu bệnh hại ở vụ mùa. Đối với nhiều bà con nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ thì thời điểm cách đây hơn 10 năm, nhiều người dân chưa bao giờ phải cấy đêm như hiện nay. Và vào thời điểm ban ngày hiện nay, thời tiết đang trở nên khắc nghiệt hơn bất cứ lúc nào. Nhiệt độ cao nhất có thể lên đến trên 40 độ C. Nhiệt độ cao như thế này, ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân thì cũng làm cho chất lượng của cây mạ phát triển không tốt. Khi mà chúng ta cấy thì chúng ta trở vào những ngày thời tiết nắng nóng thì chúng ta không nên bón phân đạm. Việc chuẩn bị mạ, rồi sau khi nhổ mạ xong thì chúng ta nhổ đến đâu cấy đến đó, không nên để mạ qua ngày vì gặp thời tiết nắng nóng nó có thể sẽ tác động đến cái cây mạ, làm cho mạ nhanh bị hư hỏng. 5 giờ 30 sáng cũng là lúc bà con kết thúc công việc. Lúc này nhiều hộ dân có máy cấy tự động mới bắt đầu làm việc. Tuy máy cho năng suất nhưng cũng chỉ lúc mặt trời lên cao là bà con đóng máy ra về. Tại những cánh đồng này, chỉ vài tiếng nữa thôi, nước mặt ruộng sẽ nóng dần lên bởi cái nắng như thiêu như đốt. Việc đồng áng sẽ phải đảo lộn thêm vài ngày khi những đợt nắng nóng gay gắt này qua đi trong những ngày tới.